Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải hội thi Dân vận khéo thành phố Hà Nội năm 2024. Tại vòng chung khảo, 6 đội thi xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp cụm thi đua gồm huyện Phúc Thọ, huyện Đông Anh, huyện Phúc Xuyên, quận Tây Hồ, quận Đống Đa và công an thành phố đã tham dự chung khảo hội thi Dân vận khéo thành phố Hà Nội. Xuất sắc đoạt giải đặc biệt của hội thi, tiểu phẩm dự thi của đội công an thành phố Hà Nội lại phản ánh vai trò vận động tuyên truyền của đội ngũ làm công tác dân vận trong lực lượng công an nhằm thuyết phục người dân tại các khu chung cư cũ mở lối thoát hiểm, gỡ bỏ chuồng cọp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Hội thi Dân vận khéo thành phố Hà Nội năm 2024 có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là ngày hội về công tác dân vận thủ đô, qua đó góp phần động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội là một trong những địa phương có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế thành phố và tập thể ban lãnh đạo sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Trung ương và thành phố giao. Sáng 15 tháng 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác quy hoạch quản lý đất đai trật tự, xây dựng khu vực bãi sông ngoài đê trên địa bàn quận Ba Đình. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của trục đê sông Hồng qua nội đô, trong đó có quận Ba Đình. Vì thế quận cần sớm bổ sung số liệu thực trạng công tác quy hoạch quản lý đất đai trật tự xây dựng khu vực bãi sông ngoài đê. Đối với những tồn tại vi phạm mà các sở ngành nêu, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận Ba Đình phân loại, xác định thời điểm vi phạm, phối hợp xử lý, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kỳ vọng mỗi cán bộ hội, hội viên của tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở ngày càng tự tin hơn, bản lĩnh hơn, dấn thân vào những công việc chung của thành phố, là lực lượng xung kích trong công tác chuyển đổi số, đi đầu trong việc phát triển hỗ trợ đổi mới sáng tạo, có nhiều cách làm, mô hình, hoạt động hiệu quả có tính thiết thực, bền vững.